Hàm Khanh xin chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình cuộc thi hóa trang nhân ngày lễ Halloween do Leader Sài Gòn TV và Thương xá Phú Lộc Thọ tổ chức. Quý vị, nhằm tạo điều kiện cho các em có những sân chơi vui vẻ, đặc biệt là vào những ngày lễ hội, Leader Sài Gòn TV cùng với Thương xá Phú Lộc Thọ thường xuyên tổ chức những chương trình vui chơi đặc biệt dành cho thiếu nhi, như là chương trình vui đón Trung thu. Và ngày hôm nay tại giữa Thương xá Phú Lộc Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2019, Leader Sài Gòn TV lại một lần nữa tổ chức chương trình cuộc thi mừng lễ Halloween. Chương trình này sẽ được phát hình trên các channel của Leader Sài Gòn TV 56.10 cũng như là qua hệ thống Galaxy 19 phát hình khắp Hoa Kỳ và Canada. Chương trình sẽ bắt đầu từ đây cho đến tận chiều với nhiều tiết mục, và trong đó có sự phối hợp cũng như là tổ chức của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và trong khi xem chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị nào ở xa cũng có thể xem được qua trang mạng YouTube được phát trực tiếp trên Leader Sài Gòn TV website mylstv.com. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin cho chúng tôi ít phút để cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp cho chúng ta một tay trong việc tổ chức chương trình lễ hội hôm nay. Đầu tiên, chúng tôi xin được cảm ơn Family Fun Dental với nha sĩ Lan Hương, hệ thống Karaoke System cũng như là những nhà bảo trợ quà cho chương trình, gồm có Leader Sài Gòn TV, vé đi Disneyland và North Berry Farm, Sài Gòn View Restaurants, công ty Osco với sản phẩm Lover's Care và Cup Power Cháo Ếch Singapore. Ngoài ra còn có sự bảo trợ của Lee Sandwiches cũng như là anh Khoa Nguyễn đến từ New York Life. Xin quý vị cho một cảm ơn tay cho tất cả những nhà tài trợ như là một lời cảm ơn của ban tổ chức và chúng ta đến với chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình, thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay đặc biệt cho nha sĩ Cao Minh Hưng đến từ câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, người sẽ xuyên suốt và mang đến cho chúng ta một cái chương trình văn nghệ đặc sắc hôm nay. Nha sĩ Cao Minh Hưng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thay mặt các em, các phụ huynh cũng như là các anh chị trong ban thiếu nhi của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi phải nói rất là cảm ơn Đài Leader Sài Gòn TV đã tạo chương trình trong cái lễ hội Halloween ngày hôm nay để mang niềm vui đến không những cho các em mà tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình qua hệ thống của Đài Leader Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay là cái chương trình văn nghệ cũng như là lễ hội hóa trang của các em thiếu nhi, và lát nữa đây chúng tôi xin chúc may mắn cho tất cả các em tham dự chương trình lễ hội hóa trang. Halloween là một cái buổi lễ có thể không thiếu được trong truyền thống của người dân Hoa Kỳ. Đối với các em trẻ ở đây chắc chắn là cũng đã ít nhiều biết nhiều về truyền thống của lễ Halloween. Chúng ta nhớ một cái anh chàng Jack khi còn sống thì thường keo kiệt, bủn xỉn, và khi chết đi thì oan hồn anh không xuống được, không lên thiên đàng, cũng không xuống được địa ngục. Đó là lý do mà hàng năm cái đến lễ Halloween thì bông hồn của Jack cũng đã trở lại trần gian. Và nói đến Halloween thì không thể nào nói đến những bóng ma, không thưa quý vị. Ngày hôm nay, tiết mục đầu tiên của các em thiếu nhi trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ gửi đến quý vị một bản nhạc phải nói rất là ma quái. Một bản nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng với tựa đề Người Về Từ Lòng Đất. Xin mời chàng vỗ tay thật lớn cho các em thiếu nhi của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. We'll be right back.
Tiếng nơi nơi thăm sâu hoang vu, từng cơn gió lu bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về mà mang theo mưa giông, từng cơn bão bùng bò la vây quanh bên anh nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên chuỗi ngày em đềm. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên. Mang theo bao yêu thương đêm đêm, hôn anh trở về thăm em đang trong cơn mê. Nhìn em khóc thầm khi anh run run quay chân, nghĩa trang lạnh lùng. Mang theo mưa giông, từng cơn bão bùng bò la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng. Theo cơn giông đang dâng lên cao, cùng tia sấm gọi anh lên đôi chân phiêu diêu về nơi gác phòng nơi em đang cô đơn trong đớn đau âm thầm. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên chuỗi ngày em đêm. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên chuỗi ngày em đêm. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên. Mang theo bao yêu thương đêm đêm, hôn anh trở về thăm em đang trong cơn mê. Nhìn em khóc thầm khi anh run run quay chân, nghĩa trang lạnh lùng. Khi sẽ tay bên nhau chung đôi, tình yêu thắm nồng như muôn bông hoa xinh tươi. Đời đang rất vui ở ta đâu ai hôm nay, mỗi người một thế giới. Em yêu ơi thôi mau quên đi, tình yêu não nề đã mình mang trong cơn mê. Để anh trở về một phần lạnh lùng vơi đi đớn đau âm thầm. Em yêu ơi thôi mau quên đi, tình yêu não nề đã mình mang trong cơn mê. Để anh trở về một phần lạnh lùng vơi đi đớn đau âm thầm. Xin cảm ơn quý vị với chào khoái tay dành cho các em. Chắc các em phải tháo mặt nạ ra để quý vị biết là đây là những các em trong đội múa vừa rồi.